Trấn Thành khoe ảnh ghép chụp chung Harry Won nhưng anti-fan vẫn tìm ra vấn đề của bức ảnh. MC Trấn Thành vừa đăng ảnh mặc đồ đôi cùng Harry Won tại một rạp phim. Thời gian qua MC Trấn Thành và bà xã Harry Won thường xuyên vướng phải các lùm xùm chia tay. Bất kỳ một trạng thái, bài đăng ẩn ý nào của Harry Won cũng khiến khán giả quan tâm, phân tích. Thậm chí có không ít trang mạng còn đăng bài nghi vấn Trấn Thành và Harry Won đã đường ai nấy đi. Trước những thông tin vô căn cứ, MC Trấn Thành lên tiếng phủ nhận thậm chí là đòi kiện. Mấy người này sao ấy nhỉ, giết rồi không còn một giới hạn nào hết, muốn đăng gì đăng, muốn viết gì viết, không bằng không cớ, tự suy diễn rồi tự quy chụp, viết điên viết khùng. Các bạn nghĩ tôi không dám kiện các bạn hả, sao viết bậy không nhát tay vậy, giết hết muốn nói, nam MC từng chia sẻ. Nếu như trước đây Trấn Thành và bà xã thường xuyên chụp ảnh, xuất hiện cùng nhau thì những tháng gần đây trên Facebook Trấn Thành và Harry Won ít xuất hiện, đăng hình ảnh cùng nhau. Điều này cũng khiến khán giả quan tâm chú ý. Chính vì vậy cách đây không lâu Trấn Thành đã đăng ảnh xuất hiện cùng Harry Won bên cạnh một số đồng nghiệp. Tuy nhiên nhiều netizen lại cho rằng nam MC đăng ảnh ghép. Và mới đây Trấn Thành đã đăng ảnh cận mặt, cả hai mặc áo đôi và xuất hiện tại rạp chiếu phim. Nam MC còn chia sẻ như ngụ ý cả khi anti-fan, ghép hình nữa nè, hè hè. Tuy nhiên nhiều anti-fan vẫn không tin và cho rằng ảnh này đã có từ lâu và Trấn Thành đăng ảnh cũ, thậm chí còn nhận xét Harry Won bị ép chụp chung nên gượng gạo. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bình luận bênh vực Trấn Thành. Để tối ngày đồn người ta ly hôn chi để giờ chụp hình cũng bảo là ghép hình này. Đề nghị mấy đứa bảo ghép hình liên hệ Trấn Thành xin cái app ghép hình như thật đi. Ghép hình đẹp quá cho tôi ghép chung với hai idol với này. Vừa qua Trấn Thành và Harry Won đã ra sản phẩm âm nhạc chung một ngày, cả hai cũng chia sẻ quảng bá sản phẩm âm nhạc cho nhau.